Đây, kênh Bật Lửa Cô Độc xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại nha. Hôm nay là thứ tư cũng như thường lệ thôi. Vào thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Hai thứ sáu em sẽ tầm khoảng 5:30 em sẽ ra một bài học quẹt quái, học quẹt cổ cho anh em nha. Còn 3, 5, 7 thì em sẽ ra ngoài về giúp bô vào khoảng 5:30 nha. Bài hôm nay là bài thứ 64A. Do có công việc em hơi trễ, do đó em quay hơi trễ, do đó em không ghim giá nha. Còn số điện thoại của em cũng là Zalo của em luôn là 0934 072 506. Anh em muốn mua hàng thì hãy kết bạn Zalo nha, hoặc gọi lại số điện thoại trực tiếp cho em nha. Em nhắc lại số điện thoại của em 0934 072 506. Zalo của em tên là Sang Hoàng. Rồi anh em nào muốn biết thì hãy cứ nhấp vô phần comment đó, phần bình luận á, em sẽ ghim số điện thoại em phần trên cùng, anh em sẽ nhìn thấy nha. Rồi bài hôm nay bài số 64A, anh em nào muốn mua cây nào hãy cho biết số bài và mã số máy nha. Đầu tiên em lên bài thứ 64A, cái này là một cây đinh hiu. Một cây đinh hiu. Tình trạng mới nha. Tình trạng mới, còn hộp nha mấy anh, còn hộp. Còn giấy tờ đầy đủ nha, hai miếng giấy. Một cây đinh hiu, tình trạng mới, còn giấy. Đây. Cái này tình trạng chưa qua sử dụng, gõ búa zin hạn. Gỗ búa zin hãng nha. Đẹp, đẹp không miêu tả nhiều. Để em chỉnh camera lại một tí nha mấy anh. Rồi ok. Hàng của Thụy Sĩ. Ga đá nha mấy anh. Ga đá. Đây bên trong còn rất đẹp. Mới thì không miêu tả nhiều. Chỉnh ga ok bình thường. Cái này giao lưu với này 1,7 triệu mã số 1. Tiếp theo mã số 2 là một cây đu bông. Phơm nhỏ. Phơm lùn nha. Lắc cây vàng và sơn mài hai mặt. Tình trạng còn đẹp khoảng 97-98%. Cây được sản xuất vào những năm 80, 70-80. Một lai. Cây này có âm nhỏ nha. Âm nhỏ có âm nha. Rồi, bên trong còn đẹp, gương còn sáng. Bánh xe còn bén, tăng chỉnh ga bình thường nha mấy anh. Nha, tăng chỉnh ga bình thường. Đấy. Rồi mã số 2, 1,9 triệu nha. Mã số 2 là 1,9 triệu. Em để xin phép để gần cây đu bông, cây đinh hiu nha. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cây đinh hiu. Tiếp tục là một cây đinh hiu. Cây này có hộp to. Bản limited nha. Bản này bản limited, bản hiếm. Hộp to nhưng mà nó khó gớt mắt cái miếng lót ở trong rồi. Miếng lót để cây zippo á, để cái hộp quẹt á. Sao nó lè ra rồi, để em lấy nét lại nha mấy anh. Nó bị gớt cái phần đế để cây hộp quẹt rồi. Hộp của nó còn một miếng giấy và một cuốn sổ hướng dẫn. Một cuốn sổ hướng dẫn khá dày. Một cuốn sổ hướng dẫn khá dày. Đây, khá dày. Trong đây còn ghi rõ rất dày lắm nha mấy anh. Bản limited thì nó vậy thôi. Đây. Đây là bản những cây của bản limited, bản giới hạn. Đây là cây của nó đây này. Bản đây nè, bản của nó này. Bản này bản khác, nó có nhiều bản, đây là bản của nó này. Rồi, em giới thiệu sơ thôi, nó mất cái cây màu xanh ở dưới rồi. Rồi em lên nhân vật chính nha, một cây mới tình trạng chưa qua sử dụng. Đây. Tình trạng chưa qua sử dụng nha. Chưa qua sử dụng nha mấy anh. Phơm nhẹ, nhỏ, mỏng. Đây, cây thường, cây nói đây, phơm thường của nó đây. Hai cây tương đối như nhau, bề ngang như nhau nhưng mà bề mỏng nó mỏng hơn. Đây. Và cái này, cây là một cây mới. Chưa qua sử dụng nhưng mà tiếc một cái là do cái cục viên đá của cây đinh hiu á. Nó to, do đó để lâu năm nó bị nứt nhẹ, nứt nhẹ thôi, không nặng. Cái camera bữa nay bị sao ta? Đây, anh em thấy rõ nứt nhẹ thôi, nứt có phần nửa thôi, nứt tới đây thôi, nứt nhẹ thôi, không đáng kể. Tình trạng là chưa qua sử dụng, còn bụi đá. Đây, cây này lưỡi xéo nha, cây này lưỡi xéo. Cơ chế nó hay hơn những cây khác nhiều, lưỡi xéo. Đây, lưỡi xéo. Em đang chưa chỉnh ga lên nha. Đây là cơ chế chỉnh ga nó đây, phía dưới đây. Bật cái nắp này ra.
hoa cam ở để cái nắp ra ra lại thôi, nó xì ra hoa cam thì em lấy ra hơi khó mà anh em thông cảm. Đây đây là chỗ bơm ra, đây là in hiu nha, in switch mắt bản liền bình tĩnh. Đây chỗ bơm ra, cái này dễ bơm hơn những cái kia nhiều. Đây là chỗ chỉnh đá, ủa chỉnh chỉnh ra đây, đẩy xuống nó có một cây thanh, anh em nhận ra như vậy. Ở dưới đây, dưới đáy này vẫn có chuyện nha, chuyện bắt, chuyện bắt bên đây em thấy không. Rồi anh em để em bật lại nha. Đây giờ tăng chỉnh ra đó, lửa xéo nha, lửa xéo tăng chỉnh ra. Đây anh em xem nè, em để sơ ra nè, nhỏ ra lại, tăng ra lên phù phù luôn, thấy không. Rồi ok, tiếc một cái này là nếu mà nó không bị nứt đó là tầm 2 triệu là bèo. Cái này giao lưu với anh em là 1,4 triệu nha, mã số 3 hiếm, mã số 3 gốc cây vàng nha. Tiếp theo mã số 4 mã số 4 là một cây Cartier còn sổ. Đây sổ và hai cuốn sổ, hai cuốn sổ đây, hai cuốn sổ nha, hai cuốn sổ và một cái tab này không biết để làm gì. Cartier cái này để không biết gấp cái gì, em cũng gành luôn, cũng bằng màu vàng. Rồi nhân vật chính của nó đây, ok Cartier còn hộp nha, hộp này có khóa gài nha mấy anh. Đây để xuống gì là vỏ nó không lên nha, phải bóp vô. Đấy, khóa gài nha. Một cây Cartier lắc cây bạc, form này cũng là cái form cũng khá hiếm, khá hiếm nha. Em hơi lộng cộng cái vụ này. Đây một cây lắc cây vàng, lắc cây vàng nha. Tình trạng còn đẹp khoảng 98%, 98% nha. Nó có hai điểm cắn nhẹ thôi, không đáng kể đây. Cắn nhẹ thôi, không đáng kể đây. Anh em khó tính thì cho 96 thôi, cắn nhẹ đây. Dưới đấy nó cũng có cắn nhẹ thôi, qua quá trình sử dụng của chủ cũ thôi, không đáng kể. Đây và phía dưới đáy đây switch mắt đàng hoàng nha, có mắt bên một mã đàng hoàng. Cây này được bọc ở trên một lớp bọc một cái viền rất hay. Rồi chỉnh cơ chế chỉnh ga hay là ấy thì em đã giới thiệu Cartier nhiều rồi, anh em dít cái này lên là bơm ga, còn anh em tăng chỉnh ga là chỗ cái vô xăng, ủa vô đá đây, tăng chỉnh ga chỗ này. Còn anh em nếu mà muốn dễ hơn anh em cứ tháo hẳn ra luôn, tháo hẳn ra như vậy. Mà đặc biệt nha, ga đá những dòng cao cấp này em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng, anh em cứ yên tâm chơi. Còn hư ấy thì gửi về cho em sẽ bảo hành, em sẽ sửa chữa cho anh em. Nó tăng chỉnh ga chỗ này, đó tăng chỉnh ga lên được nha, đó lên xuống được. Ok, bên trong, bên trong thì tình trạng sàn lướt nó còn đóng bánh bụi đạp nha. Rồi cái này thì anh em khó thì anh em cứ tháo cái này ra, anh em lấy ra, lấy cái bình ga ra, anh em để vô anh em bơm cho nó dễ. Rồi cái này giao lưu với anh em là 2 triệu nha, 2 triệu cho mã số 4 một cây Cartier còn hộp còn giấy tờ. Rồi hôm nay chỉ có một cây Zippo duy nhất thôi, một cây tình trạng mới new full box hộp zin của nó nha. Hộp zin của nó nha mấy anh, cái này hộp zin của nó nha, hộp zin của nó hoa văn là được sơn giả đá, được sơn giả đá nha. Em giao lưu với anh em là 1 triệu này, bài này cũng khá lâu rồi, 1 triệu nha, cái này 1 triệu nha, nhưng mà hôm nay em sẽ giảm giá xuống. Đây một cây sơn giả đá hình ông thần tài, hình ông thần tài nha, hình thần tài, hình thần tài còn mới, còn tem đỏ. Cây này được sản xuất từ năm 2000, còn tem đỏ nha. Cái này em nhập cũng cả năm rưỡi rồi. Em bán giá lỗ này, lúc trước là em bán 1 triệu, em còn ghi miếng giấy đó này, nhưng mà hôm nay em sẽ bán giá lỗ, giá 1 triệu là giá vốn, hôm nay bán giá lỗ là 900k. Hộp zin của nó nha, design đây chị ôm này, hộp zin rồi 900k mã số 5. Và cuối clip em sẽ giới thiệu cái đồng hồ này nha. Rồi mã số 6, mã số 6 là một cây cối, cối Mỹ nha, cối Mỹ. Ở nắp này tình trạng mới chưa qua sử dụng, nắp được nắp bằng đồng, nắp bằng đồng nha, được sơn màu đen, nắp bằng đồng được sơn màu đen, ở phía trong là được làm bằng đồng mạ chrome trắng, tình trạng mới chưa qua sử dụng. Cái tim này em quẹt quẹt vài lần nó bị sáng tim thôi, bình thường. Dưới đáy này thì nó được làm bằng nhôm khói nha. Anh em vô xăng chỗ này, anh em vô xăng ở đây, đây vô xăng và vô đá đây. Rồi cái này mã số 6 giao lưu với anh em là 750 nha. 750 cho một cây cối khá độc. Cây này được sản xuất từ những năm 40 nha. Năm 40. Tiếp theo là một cây
móc khóa, trên móc khóa nha, trên móc khóa của Nhật được mạ vàng, được sản xuất vào những năm 50-60. Hình dương niệm sư cử, hình sư tử nha, L7. Phía sau đơn thuần thôi, mạ vàng nha. Đây, tình trạng mới chưa qua sử dụng. Trên móc khóa, bánh xe còn sạch đẹp. Chưa thông đá luôn, đá mục và chưa thông nha. Tình trạng đẹp. Rồi, ok của Nhật nha, Nhật sản xuất. Đây, đóng bằng chuyển ra băng đây. Chuyển ra băng. Đây, chuyển ra băng. Ok. Rồi, cái này giao lưu với anh em mã số 7 600.000. Tiếp theo mã số 8 là một cây độc dược. Anh em. Cây này ngày xưa em bán được 2 triệu á. 2 triệu. Một cây chen Pháp được sản xuất vào những năm 20-30, những thập kỷ trước. Cơ chế xài sẵn đá. Cây này ngày xưa em bán 2 triệu 2 triệu mấy á. Bây giờ được một cây giá mềm, em nhập nguyên lô về được cây giá mềm em để cho anh em chơi. Được làm bằng đồng cầm, ít nhất là nặng cái giúp bô gần 1,5 gấp 2 lần á. Nguyên một khối đồng luôn. Cơ chế của nó là như vậy. Bên đây là có hai đồng xu. Đây, đồng xu nữ quan Francis. Bên đây đồng xu của ông này tìm hiểu không nổi. Cơ chế của nó là đây có dẫn nắp. Đây, nắp dẫn. Bật gì? Đó, nhảy cực kỳ nhảy nha. Đó, mọi phát mọi cháy luôn. Cây này thì bao cầm xăng luôn nha. Khi anh em vô đá và vô xăng thì anh em chỗ này không, anh em thấy không có nút này để dẫn này, vô đá vô xăng anh em gật cái này lên. Đây, giật lên. Đây, bên trong là anh em vô xăng đây. Vô xăng chỗ này. Vô xăng, còn đây là vô đá, ốc vô đá đây. Ốc vô đá anh em dẫn chỗ này ra, dẫn vô. Khi anh em để vô lại như vậy, nó còn rất là bóp nha, cái này còn anh em quẹt nhẹ nhẹ. Anh em nhìn cái chiều bánh xe nha, anh em không quen nhiều bánh xe anh em quẹt chỗ này nè. Thấy chỗ mày bên đây đá nhiều nè. Thì anh em để này là đúng hướng, còn anh em đỡ như quẹt như vậy nó không lên đá này. Là anh em xoay lại, giả sử như để đỡ anh em đỡ để lộn vậy anh em quẹt gì nó không lên đá, anh em xoay lại. Xoay lại nha, xoay lại rồi. Vì là lên đá nè, rồi anh em hả ấn chặt vô. Rồi, ấn chặt vô nó sẽ khích nha. Rồi ok, bánh xe bán. Nhảy lửa. À. Cây này anh em là lâu lắm rồi mới về đựng cây á, có Pháp, có chen Pháp. Cái này giao lưu với anh em là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Giá bèo hơn ngày xưa nhiều luôn á. Ngày xưa một cây này không dưới 2 triệu. 1,5 triệu nha. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9, mã số 9 là một cây cối chen Kalamazoo, bản này bản tái bản của năm 1940, thời Thế chiến thứ 2. Những người lính ngày xưa người ta xài cây này. Này, kéo xuống, ngọn lửa bật ở dưới đây, bật lên. Nha. Này, rung rung bạc, bằng đồng khói nha mấy anh. Cây này của Nhật sản xuất. Nha, vô ga, ổ vô xăng đây, xài xăng đá nha, vô xăng chỗ này, có móc anh em treo. Chỗ này là vô đá, anh em gịch cái này xuống là vô đá này. Anh em hết đá anh em bỏ viên đá đại vô đây nè, anh em bỏ vô viên đá này, anh em chỉ em chỉ cho anh em cách sử dụng con này cho nó dễ nha. Anh em đừng có kéo xuống như vậy rồi bỏ viên đá vô, anh em cứ để viên đá trên đây, anh em kéo xuống, khi cái lò xo nó vừa phập qua viên đá tự động nó rớt xuống, anh em để lên cái nó lên luôn nha. Rồi ok, cây này giao lưu với anh em mà chính 1,2 triệu. Tiếp theo là một cây cối, cây này thì cũng bằng đồng khối, cây này là đồng thủ công, cũng là một người cây giống giống như cây lính vậy đó, hình viên đạn. Cây này cũng được sản xuất vào những năm 40, Thế chiến thứ 2. Được làm thủ công nha. Đây, cơ chế là dẫn nắp. Quẹt đây. À, quẹt đây. Hết xăng. Cái này lâu lắm rồi, em có trong xăng. Nói chung là em cũng sưu tầm mấy cái độc lạ này, em sưu tầm để lâu lắm rồi. Đấy, ngọn lửa rất là cao. Đấy. Cái này thì giao lưu với anh em là 800 ngàn thôi. 800k thôi. Giá rẻ cho anh em chơi, để em nhập cái dân cây mới về em chịu cũng khá lâu rồi. Mã số 10 là 800 ngàn nha mấy anh. Tiếp theo mã số 11 cũng là một cây cối nhôm của Mỹ, được sản xuất vào những năm 40-50. Được làm bằng nhôm, ở nắp ở trên mạ vàng hồng, ở dưới được sơn, hình này hình con cá li thi mấy anh. Tình trạng mới chưa qua sử dụng. Tình trạng mới chưa qua sử dụng. Đây. Mới chưa qua sử dụng. Nhôm nha, bằng nhôm. Chỗ này là vô ga, vô đá. Bơm xăng vô, cái này gầm xăng lắm nha mấy anh. Tình trạng mới nha, chưa qua sử dụng. Đó. Khi anh em sử dụng cây này, anh em thấy nó hơi lỏng á. Những cây cối như là nắp đậy mà, anh em chú ý nè. Nắp đậy anh em cứ bóp nhẹ nhẹ cái này vô đây, bóp nhẹ vô. Đừng bóp mạnh quá. Rồi nó sẽ chặt lại thôi. Đây, nó sẽ chặt lại nè. Thôi, anh em thấy chặt nè, không gớt nè. Chặt cứng ngắc luôn, hết cứng ngắc luôn rồi đây. Vì mà khi anh em sử dụng á, anh em chú ý. Anh em giữ cái thân ở dưới này nè, em giật lên nó sẽ xong cái tuột cái buồng đốt ra nha.
Đó là cách sử dụng của những cây gút nắp. Rồi, ok, cây này giao lưu với anh em mã số 11 là 500k. Mã số 11 500k nha, 500k. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 một cây cò mổ, cây này em giảm giá vốn cho anh em sử dụng. Giảm giá vốn nha. Cây tình trạng mới chưa qua sử dụng, được sơn. Được sơn màu xanh nam vi, giả đá. Cây này được sản xuất vào những năm 50 của Nhật sản xuất đây, da băng. Tình trạng mới chưa qua sử dụng đây. Đó. Anh em cò mổ thì anh em thường thường phải bấm gì này. Bánh xe thì anh em thấy lựa cái này thì mỗi phát mỗi cháy thôi. Và khi anh em sử dụng một cây cò mổ về, anh em để nửa viên đá thôi, hoặc để nguyên viên cũng được, nhưng mà trước khi anh em dặn chặt cái viên này vô cái chỗ này là chỗ vô đá nè, chỗ này chỗ vô xăng, anh em dặn chặt cái này vô, anh em cứ để viên đá mới vô, anh em cứ dặn vô một hai vòng thôi, anh em bấm gì nhưng mà phụ kéo nó lên vậy, phụ kéo lên vậy nha. Đó, cho nó mòn mòn càng nhiều càng tốt, không sao đâu. Rồi khi đó anh em ấn dặn vô thêm một hai lần nữa, rồi anh em bấm thử nó có cứng không. Nếu nó cứng thì anh em hãy dùng nửa viên đá, còn nếu không cứng nó quẹt được bình thường ở dày đó thì anh em dặn chặt luôn là hoạt động ok bình thường nha. Rồi cái này giao lưu với anh em mã số 12 350, nhiệt tình với anh em ơi, nói hết luôn đó, nó hết lời luôn đó. Tiếp theo là cây clip a móc khóa của Nhật, được sản xuất vào những năm 50, được làm bằng đồng mã rơm, chỗ này là chai móc khóa đây của Nhật sản xuất nha. Đây mắc in da băng, không chuyện chữ da băng đây. Mini thì anh em chơi cho vui thôi, chứ xăng thì không chứa bao nhiêu đâu. Anh em xài được một hai ngày bánh xe bán nha. Em thử miếng xăng cho anh em xem. Học quẹt mà em chăm cây nào em cũng chăng, mà em lên thử thì chắc em hết xăng luôn ha. Vậy nha. Rồi, em thử vậy cho anh em thấy thôi. Khi anh em sử dụng thì anh em cẩn thận đậy nắp lại đàng hoàng. Chỗ này là chỗ clip am thì chỗ vô đá chỗ này. Anh em cũng cây nhỏ thì anh em thường thường để nửa viên đá thôi. Chỗ này anh em về mua cái móc hay là kiếm mua dây chọc cho khỏa lên. Cái này giao lưu với anh em 300.000, mỗi lần là em giao lưu là 400 đến 450, sau đó em giảm xuống còn 350, hôm nay là giảm giá vốn luôn 300.000. mã số 13. Rồi tiếp theo là một cái đồng hồ. Đồng hồ này chắc anh em cũng đã thấy nhiều rồi, em không cần phải giới thiệu. Và duy nhất thì ngày xưa em sưu tầm đồng hồ này, mà ngày xưa em sưu tầm đồng hồ này, hôm nay là em sẽ bán ra cho anh em, chia sẻ lại cho anh em chơi. Một đồng hồ hiệu Borel, Borel của Thụy Sĩ. Cái này gọi là, nếu mà anh em Việt Nam á, thường thường gọi là mặt nở hoa. Nó xoay, thấy không, nở hoa. Xoay nở hoa. Để em zoom lại nha. Size đều khoảng size 32-33. Được lắc kê vàng. Lắc kê vàng, nước vàng, cây này được sản xuất vào những năm 50-60. Do đó nước vàng nó rất là tốt, anh em yên tâm mà sử dụng, không bao phai đâu. Đây em zoom lại gõ là cho anh em xem đây. Borel ở đây nó chuyện này, switch mắt đây. Em qua cam mới thấy được, chứ ở ngoài mấy anh em nhìn cái chữ này nhìn không nổi đâu. Em biết cái đồng hồ giờ đang để chữ ngược hay chữ xuôi nữa, để em zoom lại tí nữa nha. Switch band gì đó, em có hơi rung tay. Switch band. Đấy, bên trong phía bên đây zoom lại bự gì mấy anh em thấy nha, chứ những cái vết nè xước này là không phải xước đâu mấy anh em, ở ngoài không về nhìn thấy. Mấy anh em dùng khăn lau vàng lau sẽ nó sáng lên này. Núm zin nha, núm zin hoa thị ba cánh này nè. Anh em chú ý là nếu mà anh em lỡ mua cái đồng hồ này phải có cái núm này nha, núm này mới gọi là núm zin. Đây bước vào mặt bên đây, bên đây nó có chuyện nha, trong đây nó có chuyện này, chuyện chữ nè, chuyện chữ nha, chuyện chữ NS Borel á. Bên đây nó cũng có chuyện nha, bên đây nó cũng có chuyện nha. Khóa này thì không phải là khóa zin nha, khóa này khóa linh kiện. Khóa này là mua, lúc mua thì cái dây nó hư rồi, em dùng cái dây mua ở ngoài, cái bộ dây này em mua cũng trăm mấy á, dây da nha, chứ không phải là dây zin của nó nha. Em cờ lơ quơ quơ hồi anh em không thấy gì luôn á. Đây là mặt trong của nó đây, 17 siêu. Đây cái dấu hòa thị nè, cái dấu hòa thị trong máy là cái dấu hòa thị của cái nút núm này nó. Chỗ này đóng cái chữ gì đây nhỏ xíu, quay qua cam mới thấy được, chứ ở ngoài mấy anh em thấy đâu. Switch gì á, không zoom lại nữa, zoom nữa nó vỡ. Rồi cái này giao lưu với anh em, thì anh em nào muốn mua hàng, mua cái hộp quẹt này, mua cái đồng hồ này, thì em sẽ
À, tùy anh em sẽ bán, nhưng mà anh em nào cứ kết bạn Zalo thì em sẽ cho giá cái này nha. Em sẽ cho giá giá bí mật để mà không khỏi mất công đụng chạm những anh em mà muốn có cái đồng hồ này bán. Em bán giá mềm quá thì bị la, bị chửi, còn anh bán giá cao quá cũng bị chửi thôi. Anh em cứ comment đi, em sẽ cho giá cái đồng hồ đó. Ok nha, chào tạm biệt mấy anh, hẹn gặp lại mấy anh em kỳ sau.